Xin chào bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một thiết bị công nghệ nữa mà chúng ta sẽ review trên kênh Lim Duyên Bản. Đó chính là một thiết bị giúp cho việc viết vẽ trở nên dễ dàng hơn, và đặc biệt là các bạn có thể viết vẽ ở bất cứ nơi đâu, ví dụ như là quán cà phê này. Và thiết bị mà chúng ta nói đến trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc giá đỡ có thể dùng được cho cả laptop và đặc biệt là cả iPad nữa. Chiếc giá đỡ này là giá đỡ dạng 3 trong 1 của Panpil, là một hãng công nghệ của Singapore. Chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc giá đỡ này và xem nó có những cái tính năng đặc biệt nào và so với những cái bản giá đỡ trước đây mà Lim Duyên đã từng dùng các bạn nhé. Và đây là bản trên tay mà mình đang sử dụng. Trải nghiệm đầu tiên, cảm giác đầu tiên của mình là đây là một chiếc giá đỡ có 3 lớp, nhìn rất là cơ bản, thậm chí nó cơ bản đến mức quá đơn giản, nên mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp hơn dành cho những bạn mà yêu thích sự đơn giản, tối giản và tập trung vào nhu cầu công việc hơn là những cái phong cách và cá tính mạnh. Ngoại hình của nó thì được chia là 3 lớp và mỗi một cái góc cạnh này đều được bắn bởi một cái đinh ghim để giúp cho các cái lớp này nó được gắn liền tốt hơn. Ngoài việc là nhà sản xuất thì đã sử dụng cả keo để dán vào đây đó. Và theo thông tin hướng dẫn từ nhà sản xuất ấy, thì chúng ta sẽ phải để cái chân nó gập lên trong khoảng độ nửa tiếng như này trước khi chúng ta sử dụng. Khi các bạn mua về và đập hộp ấy, thì chúng ta nên đưa nó về cái tư thế như thế này thì nó sẽ giúp cho cái nam châm hoạt động tốt hơn và sẵn sàng để các bạn sử dụng cho những cái tác vụ dài hơi sau này. Rồi, và tiếp sau đây thì mình sẽ đưa ra một số những cái đánh giá cả tốt lẫn chưa đạt trong quá trình mình sử dụng sản phẩm này để cho các bạn có thể lưu ý và có một cái góc nhìn trước khi lựa chọn quyết định mua cái sản phẩm này. Và nếu như các bạn đã theo dõi rồi có thể quyết định mua thì các bạn đừng quên là click vào cái đường link mà mình để ở trong phần mô tả để có thể hưởng cái ưu đãi độc quyền của thành viên Lim Duyên Bản khi xem video này và mua sản phẩm nhé. Và đầu tiên thì mình dành phần lớn thời gian test cái sản phẩm này trên iPad, bởi vì mình là người vẽ mà. Thì trong suốt cái quá trình mình sử dụng iPad thì một số những cái điểm cần phải lưu ra như sau. Thiết bị này thì khá là khó cố định và phải mất một cái khoảng thời gian để làm quen ban đầu. Mình nghĩ rằng phải khoảng từ 15 đến 30 phút để các bạn có thể làm quen nó. Và có cảm giác như là nó không có hoạt động tốt vào cái giai đoạn ban đầu. Nhưng đó là cái cảm giác thôi các bạn ạ. Khi mà các bạn đã biết cái điểm tùy của nó đã được cố định thì các bạn sẽ thấy rằng cái góc nghiêng và khả năng chịu lực của nó khá là tốt, vẽ hoàn toàn không bị đổ trong suốt cái quá trình mình thực hiện cái bức artwork này. Tiếp theo cần phải kể đến đó chính là cái vật liệu của sản phẩm này. Thì cảm nhận của mình khi mà sử dụng thực tế thì mình thấy rằng cái đường may, đường kim mũi chỉ được may rất là chắc chắn, đảm bảo cái góc, những cái góc được bo tròn và đều, không có hiện tượng bị lệch hoặc là bị lún trong cái quá trình mình sử dụng. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì sản phẩm này được may từ da thủ công. Thì mình đã có lên trang web của Panpil để mình tìm hiểu thì đúng thật là hãng sản xuất này cho ra mắt rất là nhiều những sản phẩm liên quan đến thủ công bạn ạ. Không chỉ là chiếc sản phẩm này mà các bạn có thể truy cập vào trang web của nhà sản xuất để các bạn có thể xem nhiều hơn những sản phẩm mà mình thấy rất là độc đáo và vừa liên quan đến công nghệ lại có cái chất thủ công trong sản phẩm này, và nó đảm bảo cho cái sự thú vị của những cái sản phẩm từ Panpil các bạn ạ. Một cái thông số tiếp theo khá là bất ngờ đó là cái khả năng chịu lực tì của nó lên đến 15kg, các bạn có thể tưởng tượng được không? Có nghĩa rằng là nó sẽ cân tất cả các loại laptop nặng nhẹ trên thị trường có mặt hiện tại. Nên là các bạn yên tâm, dù các bạn dùng laptop gaming hay là workstation thì nó đều có thể chịu lực tốt với cái sản phẩm này các bạn nhé. Một cái đặc điểm nữa mà làm mình rất là thích khi mà test sản phẩm này đó là nó đi kèm với một cái khuy bấm rất là đồng bộ với sản phẩm này. Rất tiếc là cái khuy bấm này các bạn sẽ phải mua rời, nó sẽ không đi theo cái sản phẩm ban đầu. Các bạn mua rời thì khi các bạn bóc cái lớp băng dính 3M ra, các bạn có thể dán vào hai bên sườn của sản phẩm, đó là bên phải hoặc bên trái tùy theo cái tay thuận của các bạn. Và nó rất là phù hợp và vừa khít với cái bút Apple Pencil của mình, một cái điểm cộng mà mình rất là thích ở sản phẩm này.
Một cái đặc điểm nữa mà mình khá là thấy thoải mái khi test sản phẩm này đó là cái độ dài 33cm của cái sản phẩm này. Nó giúp cho cái việc tì đè đảm bảo giữ vững cái iPad trên nhiều những cái địa hình hay là những cái mặt phẳng khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể đặt hoàn toàn cố định trên mặt bàn, hoặc khi mà mỏi thì các bạn có thể đè trên đùi, trên một tay để làm việc. Thậm chí các bạn có thể tin được không, đó là các bạn có thể đặt sản phẩm này lên những cái vật liệu mềm hơn như là gối và vẫn đảm bảo được cái lực tì đè của nó khi chúng ta vẽ các bạn nhé. Rồi, và với một cái sản phẩm khá là basic như này thì cũng không có nhiều điểm để mình phải test sâu về sản phẩm, nên là mình sẽ trải qua một cái vòng thứ hai để test em nó, đó chính là test với một chiếc laptop. Ở đây thì mình đang sử dụng chiếc laptop 14 inch của HP, nhưng theo thông số từ nhà sản xuất thì nó có thể tối đa là sử dụng cho một chiếc laptop 15.6 inch các bạn nhé. Và trải nghiệm thực tế của mình khi mà đặt chiếc laptop này lên và mình đã thử dùng tay ấn khá là mạnh xuống thì nó cũng không làm cho chiếc laptop này bị đổ. Đây là một cái điều khá là bất ngờ đối với mình. Khi mà mình mới mở sản phẩm thì nhìn nó khá là mỏng manh, nhưng thực tế lại rất là chắc chắn các bạn ạ. Xem đến đây thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn có cùng chung một cái câu hỏi, đó là nếu khi mà chúng ta đặt nó với một cái góc nghiêng như vậy thì có thể nào nó làm cho cái chiếc laptop của chúng ta bị dốc và nó bị trượt đổ hay không? Thì câu trả lời ở đây là nhà sản xuất đã tính đến cái phương án này. Họ đã trang bị cho chúng ta một cái gạt, một cái cần nhỏ ở phía dưới này. Nó đảm bảo khi mà chúng ta đặt laptop vào thì các bạn có thể lấy cái móc này, chúng ta gài nhẹ vào cái phần thân phía bên dưới của chiếc laptop thì nó sẽ giúp cho cái góc nghiêng này đảm bảo không làm rơi cái laptop của chúng ta. Rồi, và một cái đặc điểm nữa khá là thú vị dành cho những bạn dùng laptop đó chính là nó có một cái khay mousepad rất là tiện dụng và thông minh. Nó được thiết kế thông minh đến nỗi là khi mà các bạn mở sản phẩm ra các bạn nghĩ rằng nó sẽ không có, nhưng khi mà chúng ta đặt laptop lên, chúng ta kéo nhẹ ở phía bên phải ra thì giá đỡ chuột nó sẽ xuất hiện và nó đảm bảo cái tính đồng bộ của một cái sản phẩm. Và mình cũng giống như bạn, rất là thích cái tính năng này và đặc biệt là cái khả năng tàng hình của cái chiếc mousepad này. Khi các bạn quay mặt đằng sau của sản phẩm, các bạn cũng sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái gài, một cái miếng gài nhỏ, đó là dành cho những bạn học sinh sinh viên hoặc là những người mà sử dụng những cái tài liệu bằng giấy khá là nhiều, thì đây cũng là một cái nơi để các bạn có thể kẹp những cái tài liệu này và chúng ta mang đi trong quá trình sử dụng các bạn nhé. Rồi, với khá là nhiều những cái đặc điểm mà mình vừa đánh giá bên trên thì đương nhiên nó cũng sẽ có một số những cái điểm mà mình nghĩ rằng nó chưa đạt và cần cải tiến. Đầu tiên thì mình nghĩ rằng cái thiết kế này hơi quá đơn giản một chút so với kỳ vọng của mình. Thứ hai nữa là vì nó khá là chắc chắn và cứng nên khi các bạn dùng nó thì sẽ cần phải trang bị một chiếc ba lô khá là lớn, đảm bảo để được vừa một chiếc laptop 15.6 inch thì các bạn mới có thể mang được nó đi một cách cơ động. Tiếp theo nữa thì có thể nói rằng đây là một cái chiếc chân đứng mà cái khả năng tùy chỉnh về góc nghiêng của nó không thực sự quá chính xác hoặc là chủ động. Ý mình muốn nói ở đây đó là khi mà các bạn muốn dốc theo một cái góc nghiêng cố định mà các bạn mong muốn thì nó khá là khó để điều chỉnh. Thay vì thế, các bạn sẽ phải nương theo cái góc nghiêng có sẵn của nó và khi mà vào cái góc nghiêng có sẵn này thì nó mới hoạt động một cách hiệu quả nhất các bạn nhé. Và một cái đặc điểm cuối cùng thì vì cái chất liệu da ở đây mình đánh giá rằng nó cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Và chính vì vậy, với cái thời tiết ở Việt Nam thì có thể nó sẽ dẫn đến hiện tượng ẩm mốc. Chính vậy, khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này ở một khoảng thời gian từ vài tuần đến một tháng thì các bạn nên vệ sinh lại nó toàn bộ để giúp cho sản phẩm của chúng ta trơn tru và sử dụng được mượt mà trong thời gian dài các bạn nhé. Rồi, và như vậy là toàn bộ những phần đánh giá của mình đã kết thúc. Tựu chung lại, khi các bạn sở hữu sản phẩm này, các bạn sở hữu cho mình một cái sản phẩm có thiết kế tối giản, đặc biệt phù hợp cho những bạn yêu thích sự đơn giản và phải di chuyển nhiều bởi vì sản phẩm khá là nhẹ. Sản phẩm này nó cũng đảm bảo cái tính công năng quan trọng nhất, đó là đảm bảo cái góc nghiêng và có thể giúp cho các bạn hoạt động mượt mà dành cho iPad và laptop từ 15.6 inch đổ lại. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Nếu như các bạn quan tâm và muốn đặt hàng sản phẩm này thì đường link của sản phẩm mình đã để trong phần mô tả kèm theo ưu đãi. Tất nhiên rồi, ưu đãi độc quyền của Limzim Art ở phần mô tả của video. Mời các bạn click vào xem thêm những cái thông số từ nhà sản xuất trước khi chúng ta mua sản phẩm này nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo trên kênh Limzim Art.